một trong những cổ động viên của đội tuyển Việt Nam. Tên tôi là Hưng, Nhâm Sĩ Hưng. Nghiêm Sĩ Hưng ạ. Vâng, Nhâm Sĩ Hưng. Nhâm Sĩ Hưng ạ. Vâng. Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn công phượng trong trận đấu ngày hôm nay? Đây là một trong những màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển Olympic Việt Nam. Đây là một trong những chảo lửa của Cẩm Phả và rất nhiều người cổ động viên ở từ nơi xa đến. Tôi là một trong những cổ động viên từ bên Hòn Gai sang và đến đây để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Và hôm nay trận đấu hòa tỷ số đều thì tôi chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Chúc cho đội tuyển là U23 Việt Nam sẽ có vàng ở trên đất Singapore trong tháng 6 này tới. Vâng. Như hôm nay để thể hiện được như Công Phượng là phải là người phải một trong những cá nhân xuất sắc. Tôi đánh giá cao Công Phượng. Chúc Công Phượng và đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có vàng ở SEA Games, hai SEA Games ở Singapore. Vâng. Cảm ơn. Phạm Minh Tuấn. Phạm Minh Tuấn ạ, chúng tôi rồi nhá. Tôi Phạm Minh Tuấn. Đánh giá thế nào về màn trình diễn Công Phượng cho đấu ngày hôm nay? Rất xuất sắc. Phải nói là cũng Công Phượng đã có màn thể hiện phải nói tinh thần thi đấu rất quyết tâm để đưa U23 Việt Nam tuy hòa nhưng mà hôm nay phải nói là cống hiến cho khán giả một trận đấu rất đẹp và với cổ động viên của Than Quảng Ninh rất là nhất là Than Quảng Ninh sẽ luôn luôn ghi nhớ những cái gì đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện ngày hôm nay. Nhiều người nghĩ rằng là Công Phượng chơi hơi cá nhân cho trận đấu này, chú đánh giá thế nào về cái suy nghĩ đấy ạ? Có thể có mỗi người có một ý nghĩ khác. Nhưng mà theo quan điểm tôi nhận xét là Công Phượng mặc dù có một chút nào đó thôi nhưng mà cơ bản là vẫn chơi mang tính chất đồng đội rất nhiều hơn. Chào các bạn chú. Tôi là Lê Minh Thành. Lê Minh Thành ạ? Vâng. Lê Minh Thành. Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn Công Phượng trận đấu hôm nay ạ? Màn trình diễn Công Phượng hôm nay thì theo cá nhân tôi thì đã rất là chưa đồng bộ. Công Phượng cần phải nên đồng đội hơn vì mất mang nhiều mất toàn. Nhiều người nghĩ rằng là Công Phượng là chơi khá là cá nhân trong trận đấu hôm nay, anh có thể nói cụ thể hơn vào trong trận đấu ngày hôm nay không? Trong trận đấu này Công Phượng tỏa sáng với một bàn thắng nhưng mà quan điểm tôi cũng như mọi người trên sân là Công Phượng còn cần phải đá đồng bộ hơn. Anh cảm ơn anh ạ. Tên của mình là Triệu Thanh Tùng. Triệu Thanh Tùng ạ? Vâng. Vâng. Anh Tùng có thể cho biết là anh cảm nhận thế nào Công Phượng mà diễn Công Phượng trận đấu ngày hôm nay? Công Phượng ngày hôm nay là cầu thủ đá tuy hay nhưng mà rất cá nhân. Bon bóng mà không chịu chuyền cho các cầu thủ cùng đồng đội đâm ra làm cho nhiều tình huống rất là hay nhưng mà lại thành ra là không hay lắm. Anh nghĩ cái màn trình diễn hơi cá nhân của Công Phượng ảnh hưởng như thế nào đến cái tần nói chuyện toàn đội ạ? Làm cho tinh thần đồng đội có vẻ hơi đi xuống. Sau hiệp 1 thì đá rất hay nhưng mà sang hiệp 2 là nhìn nhàm chán. Cái lúc mà Công Phượng thể hiện những cái màn trình diễn nó không được ấn tượng cho lắm thì chơi khán đài cảm xúc thế nào anh? Cảm xúc là mọi người có vẻ là buồn ngủ và chán nản. Anh cũng nghĩ là Công Phượng nên thay đổi trong thời gian tới để quá phải thời gian Công Phượng phải thay đổi rất là nhiều thì lối đá của đội tuyển Việt Nam hay